Mến chúc cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn và các em thân mến. Hôm nay mình dự tiệc tạ ơn của cha trường. Bắt đầu cha làm phép thức ăn. Làm phép thức ăn xong là bắt đầu là khách nó mới ăn. Cha làm phép thức ăn á. Vui không? Đồng đen luôn. Bàn dài này là thức ăn. Hai ca đoàn. Bên này là hiến dân. Đó, ca đoàn hiến dân là áo đỏ. Ca đoàn tình yêu là áo dài màu xanh. Đó, hai chị em. Bò kho ăn bánh mì. Còn bánh này mì xào gói. Ăn cha. Cha. Ba cô sinh viên. Ai ăn tiệc tối hói giờ. Ăn tiệc mà tối hói giờ làm y như em bé. Mấy đứa nhỏ nó mua vụ múa
Đó, cả đoàn tình yêu là mặc áo dài xanh. Vui ghê. Vui vá xá là vui. Vui vui vá vui ghê. Vui là ta vô tay ta cười. Vui là ta vô tay ta hát. Vui vui vá vui ghê. Vui là vui quá. Vui là vui ghê. Không có chỗ nào chê là chê hết. Vui là vui quá. Vui là vui ghê. Không có chỗ nào chê à. Đông vui rồi chưa. Kiểu lễ mà ở bên Mỹ á, mà cha mà chịu chức linh mục á, là giáo dân mà đi lễ là ra là coi như dự tiệc hết, lớn nhỏ gì em bé gì là coi như dự tiệc hết á. Cả nhà thờ luôn, không sót một người. Cảm ơn các bạn đã xem video Tân Sang Cuộc Sống Hàng Ngày. Bye. Thank you. See you next time.